Rồi, hello, xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư. Chào mừng anh chị em nhà đầu tư quay trở lại với kênh Ichimoku Club ha. Như thường lệ, tối thứ năm hàng tuần thì hai anh em sẽ làm bản tin thị trường để hỗ trợ anh chị em nhà đầu tư ha. Thì hôm nay chúng ta thể thấy được là phiên giao dịch index ngày hôm nay có một mức gọi như là giao dịch khá là biến động đúng không ạ? Sau khi là một cái phiên sáng này là thì tiếp nối cái đà tăng ngày hôm qua thì là cái phiên chiều chúng ta thể thấy được là xuất hiện một cái lực bán đúng không ạ? Thì đúng giống như là cái những cái nhận định của hai anh em từ giai đoạn trước đó thì khi mà phiên chiều xảy ra thì có những cái áp lực bán nhất định đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta thể thấy được là các top đóng góp vào index chúng ta có các cổ phiếu chúng ta có là VHM, HPG, PLX, RI, BIDV đúng không ạ? Các cổ phiếu của nhóm trụ. Ngược lại thì cũng là các cổ phiếu nhóm trụ nhưng mà là đóng góp ở giảm điểm chúng ta có Masan, VBank, Novoland, GAS, MBB, Vietcombank ha. Các cổ phiếu nhưng hôm nay chúng ta thì thấy được là một cái sự đối xứng, một sự đối xứng cân lại ở cái phiên sau một cái phiên giao dịch là chúng ta thấy khá là nhanh ha, vào lúc là 14 giờ 22 phút đúng không ạ, nhưng chỉ khoảng 8 phút thôi trước khi vào phiên ATC chúng ta đã có một cái nhịp cân lại rồi anh chị em ha. Chuyển động của đồ động thị trường chúng ta thể thấy được là một cái sự cân đối với các nhóm ngành gọi như là cổ phiếu trụ đúng không ạ, khi là một mình VHM có thể hoàn toàn là cân được là các cổ phiếu VBank, Masan, Vietcombank, Novoland đúng không ạ, hay là CTG. Các cổ phiếu hôm nay có một cái mức thanh khoản một cái mức bật tăng khá tốt thì chúng ta có thể thấy các cổ phiếu giống như là APH đúng không ạ, ORS, SBT, TSC, DBC đúng không ạ. Chuyển động của ngành thì chúng ta thể thấy được là hôm nay sau khi cái sự quay lại của nhóm ngành kim loại thì dường như cái động lực tăng của các nhóm ngành ngân hàng, bất động sản đúng không ạ, hay là dịch vụ tài chính nó không còn nhiều nữa. Giống như giai đoạn trước đó thì khi nhóm ngành kim loại bị bán khá là mạnh mẽ mà index của chúng ta đang có một cái nhu cầu là tăng đúng không ạ, thì đương nhiên câu chuyện là các nhóm ngành là bất động sản và ngân hàng sẽ gọi như là phải còng lưng đúng không ạ, còng lưng ra đỡ thị trường và gánh thị trường. Nên về việc đối với những giai đoạn hiện tại là khi nhóm ngành kim loại này phục hồi á, thì chúng ta cần phải xem xét lại là kim loại phục hồi đến đâu và chúng ta cần có những cái gì target gì cho đối với các nhóm ngành khác đúng không ạ. Chúng ta thể thấy được là vào đồ thị phân tích kỹ thuật đúng không ạ? Vào đồ thị phân tích kỹ thuật thì chúng ta nhìn được là cung đồ thị H1 sau khi một cái quá trình chui lên mây. Quá trình chui lên mây anh chị em ha. Thì chúng ta thể thấy dễ dàng nhìn thấy được là khi chui lên mây thì cần có một cái nhịp test lại, cần có một nhịp test lại hoặc là tích lũy để gọi như là đảm bảo về một cái cung và cầu đúng không ạ, đảm bảo vào cung và cầu cũng giống như là hấp thụ cái lượng gọi như là cái lượng hàng bán phía bên trên hàng bán bên trên cho đối với những anh chị em nhà đầu tư còn kẹt định ở phía bên trên và cái định phía bên trên đây ha và những anh chị em bắt đáy phía bên dưới đúng không ạ. Thì chúng ta thể thấy được là sau khi đúng không ạ, sau khi có những có cái nhịp bật như vậy thì đây có thể nói là một trong những cơ hội lớn nhất trong năm về việc là chúng ta có một cái nhịp đảo chiều xu hướng ở cùng một giờ anh chị em ha, thì đây có thể đây là một cơ hội anh chị em hoàn toàn thể chắt chiu đối với giai đoạn sắp tới ha. Chúng ta sẽ cùng điểm qua các ngày đúng không ạ, điểm qua các ngày để chúng ta tìm kiếm những cơ hội sắp tới. Đối với nhóm ngành dầu khí chúng ta thể thấy được là các cổ phiếu dầu khí đúng không ạ, các cổ phiếu dầu khí thế giới thì giờ cổ các cổ phiếu dầu khí thì giá dầu thế giới cũng đang ở trong một cái biên độ tích lũy đi ngang thôi đúng không ạ, biên độ tích lũy đi ngang thôi, vẫn chưa có một cái dấu ấn gì đặc biệt ở giai đoạn này đúng không ạ, tích lũy đi ngang thôi, một là bên trên này xong rồi bị bán xuống bên dưới này anh chị em ha, thì đây là giá dầu thế giới anh chị em lưu ý đúng không ạ, lưu ý đối với giá dầu thế giới. Bây giờ cùng check chỉ báo xem đúng không ạ, giá dầu thế giới thì cũng gọi như là đang trong một cái xu hướng đi ngang thôi, chưa có một cái gì hết đúng không ạ. Nên về việc là đối với là
các mã cổ phiếu dầu khí của Việt Nam, cũng như đơn cử như các mã cổ phiếu như PVD ha, thì theo quan điểm em đây chỉ là một nhịp hồi. Đây là chỉ là một nhịp hồi đối với các cổ phiếu đã bị một cái đà bán tháo khá là mạnh mẽ. Nếu mà cái động lực tăng để động lực tăng hơn mà mạnh mẽ hơn á, thì phải có được gọi như là sự tác động của các nhóm ngành dầu khí, gọi như là các cổ phiếu dầu khí thế giới, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có một cái động lực tăng nó mạnh mẽ được. Chứ còn không đây đâu như phục hồi. Và cái đặc điểm là của các nhóm ngành dầu khí nó cũng khá là khó chiều, thực sự khá là khó chiều anh chị em ha. Để chúng ta gọi như là tìm kiếm lợi nhuận giai đoạn sắp tới. Đó là quan điểm của em về mã cổ phiếu dầu khí ha. Chúng ta check xem PVC. PVC. Nhịp này lên, nhịp này lên. Đây. Khá là khó đúng không ạ? Khá là khó đối với các cổ phiếu này mà chúng ta chưa mua thì chúng ta thì kiếm lợi nhuận giai đoạn này. Các ngành trong giai đoạn sắp tới thì dầu khí theo em tiến nghĩ thì mọi người chưa có tỷ trọng thì cũng đừng cũng bỏ, có thể bỏ qua, không nên tham gia giai đoạn sắp tới. Các ngành khác thì chúng ta thể thấy được là các ngành chúng ta sẽ tập trung là bất động sản, thì chúng ta có một những cổ phiếu khá là chiết khấu khá là sâu giống như Shell luôn ạ. Shell đích như Shell này thì bất cứ cái nhịp test lại nào của Shell thì cơ hội đúng không ạ, cơ hội dành cho anh chị em tham gia được đối với các cổ phiếu Shell. Shell mua ở đây thì nó 10, 13, 15% đúng không ạ, như Shell như đích đúng không ạ. Nói chung là bây giờ tìm anh chị em tìm những cổ phiếu mà gọi như là đã có một cái nền chiết khấu khá là sâu. Một cái nền chiết khấu khá là sâu. Như Shell như Đích này. Một cái nền chiết khấu khá là sâu. Thì để chúng ta tìm được những cổ phiếu này thì nó một cái nhịp phục hồi của nó cũng khá là mạnh mẽ anh chị em ha. Với các cổ phiếu như vậy. Tiếp theo nữa là nhóm ngành đó là nhóm ngành bất động sản. Và nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta có các cổ phiếu trụ như VPBank. VPBank chúng ta thể thấy được là một cái cấu trúc tăng chưa hiện tại được, chưa hình thành được một cấu trúc tăng nhiều đúng không ạ? Hình thành chưa hình thành được nhiều. Và khả năng VPBank giai đoạn này thì giai đoạn tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn anh chị em ạ. Đây cấu trúc VPBank. VPBank sao lại cấu trúc à không, xin lỗi anh chị em ha. VPBank thì cơ hội đúng không ạ, cơ hội sắp tới hoàn toàn để cho anh chị em là có khả năng gọi như là có thể tham gia được, khi là VPBank có những nhịp test về vùng giá 30 ha, vùng giá 30 để anh chị em hoàn toàn thể tham gia đối với các cổ phiếu VPBank. Chúng ta có các cổ phiếu giống như là VPBank hoặc là STP có một cái mức chiết khấu khá là sâu ha. STB một mức chiết khấu khá là sâu đúng không ạ, một mức chiết khấu khá là sâu đối với STB. STB này thì ở đây có một cái nhịp hồi về thì mọi người tham gia thôi đúng không ạ, nhịp hồi về những cái vùng 21.5 đến vùng 21.8 đúng không ạ, mọi người hoàn toàn thể tham gia vùng này. Target của STB giai đoạn sắp tới là vùng này đó. Thì tôi muốn thêm ra đây target này 10% đó, 10%. Đối với STB. Ngân hàng rồi chứng khoán thì chúng ta có cổ phiếu SSI đúng không ạ? SSI
AI thì sau khi một cái nhịp đà tăng như vậy thì chúng ta cần lắm, đúng không? Cần lắm một nhịp chỉnh về những giai đoạn đây. Đỉnh cũng đã được phá rồi, đúng không ạ? Đỉnh đã được phá rồi. Cần lắm những nhịp chỉnh về những vùng 27.7 vùng này. Đó, thì mọi người có thể tham gia mở mua được đối với các cổ phiếu SSI. Và khi index của chúng ta đã bắt đầu hình thành những cái cấu trúc tăng thì bất cứ những cái nhịp mà rung mà lắc, đúng không ạ? Rũ hàng thì đều là những cái cơ hội dành cho tất cả anh chị em có thể mở để mua đối với những giai đoạn sắp tới, đúng không ạ? Đó là những cái gọi như là những cái cấu trúc tăng của index khi mà đã gọi như là sau một khoảng thời gian khá là dài từ mùng 4 tháng 4 đến đến hiện tại bây giờ mới bắt đầu hình thành lại một cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Thì đây là một cơ hội dành cho anh chị em không? Anh chị em hoàn toàn cần phải là gọi như là nuôi những cổ phiếu giai đoạn này, cũng như trân trọng những cổ phiếu giai đoạn này để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận cho mình, anh chị em không? Chúng ta thể thấy được là bất động sản, dịch vụ tài chính, ngân hàng, đó là các ngành chúng ta đã có rồi. Và đối với các ngành sắt thép thì chúng ta sẽ kiểm tra đối với nhóm ngành sắt thép xem là nhóm ngành sắt thép có kỳ vọng gì giai đoạn sắp tới không, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta thể thấy được là sau khi một cái cây nến rút chân, đúng không ạ? Ngày hôm qua thì nhóm ngành sắt thép hôm nay cũng có một cái đóng góp vào việc là tăng điểm đối với thị trường. Đó. Thì theo quan điểm em thì vẫn là một cái sự lưỡng lự, đúng không ạ? Nhóm ngành sắt thép vẫn chưa thể hiện được là một cái cấu trúc tăng, yếu tố tăng nhiều ở giai đoạn này. Chúng ta cần phải để ý, đúng không ạ? Chúng ta cần phải để ý đối với nhóm ngành sắt thép giai đoạn này. Như sắt thép đợt trên này thì hình thành một cấu trúc tăng, đúng không ạ? Nhưng mà không không giữ vững được thì nhịp này sắt thép lại gọi như khá khó, đúng không ạ? Nên là theo quan điểm em thì mọi người chưa nên tham gia đối với là nhóm ngành sắt thép giai đoạn này. Chúng ta cần phải chờ, cần phải chờ xem coi nhóm ngành sắt thép, tại vì là anh chủ tịch Long cũng đã phát biểu là về việc làm loát lại. Anh chủ tịch tập đoàn Hòa Phát cũng đã phát biểu về nhận định về là thị trường giai đoạn trong 2020 2022 sẽ rất nhiều khó khăn, đúng không ạ? Sẽ rất nhiều khó khăn, nên việc để mà chúng ta căn ke tìm những cái điểm hồi những giai đoạn này thì khá là khó, đúng không ạ? Khá là khó giai đoạn này. Chúng ta chờ những cơ hội nó rõ ràng hơn để chúng ta tham gia, đúng không ạ? Thì lúc đó lợi nhuận của chúng ta nó tốt hơn anh chị em ạ, cho việc là chúng ta gọi như là cứ khăng khăng tham gia thời điểm giai đoạn này. Thế em là không nên, đó, không nên. Đó là nhóm ngành sắt thép, nên về việc là kỳ vọng để các nhóm ngành khác hỗ trợ nhóm ngành sắt thép, đó, như ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tài chính sẽ hỗ trợ nhóm ngành sắt thép trong giai đoạn sắp tới, cho một cái đường dài sắp tới là sẽ ổn hơn ha. Ta sẽ đi check qua tình hình là thế giới. Thì là hôm nay thì chứng khoán Mỹ cũng có một cái hôm qua châu Á thì hôm nay là đỏ, đúng không ạ? Châu Á thì cũng đi ngang thôi. Châu Á thì chưa có gì nhiều. Châu Âu thì nằm trong sắc xanh, đúng không ạ? Châu Âu nằm trong sắc xanh. Ở chỉ số Dow Jones thì cũng có một cái nhịp tăng. Đó. Tự doanh thì hôm nay là bắt đầu mua. Mua nhẹ, đúng không ạ? Bán mạnh nhất là bán anh đây đất xanh. Mua nhiều nhất MWG, VBank, đúng không ạ? Chúng các cổ phiếu mà đa số mạnh hơn thị trường giai đoạn này thì họ sẽ mua đó ạ. Những cái mã mà gọi như mang tính đầu cơ cao thì họ sẽ bán hơn chị em.
Nước ngoài thì hôm nay thì nước ngoài thì hôm nay là bán vẫn lớn mạnh nhất HPG đúng không ạ? BG rồi VIX. Các ngành để anh chị em tìm những kiếm những cái giai đoạn sắp tới ạ thì cũng sẽ khá là nhiều đúng không ạ, trong giai đoạn sắp tới. Nói chung thị trường khi mà một cái thị trường nó gọi như là nó tăng điểm á thì chúng ta thể thấy được là cũng khá là nhiều mã xanh đúng không ạ, rất nhiều mã xanh chứ không phải ít mã xanh đúng không ạ. Thì ở trong bên trong room của tụi em ấy, thì cũng có một gọi như là giai đoạn trước. Giai đoạn trước cũng có gọi như là cũng khá là nhiều mặt. Thì anh chị em nào mà chưa có một nơi room tín hiệu, chưa có một nơi room tín hiệu, chưa có một nơi để gọi như là hỗ trợ tài khoản thì hoàn toàn thể liên hệ với hai anh em với số tài khoản trên màn hình ha. Thì đây là một trong những cái danh mục giai đoạn trước đó đúng không? Đã mua giai đoạn trước đó thì đa số là nhịp này đều có một lợi nhuận hết rồi anh chị em. Nhịp này đều có một cái lợi nhuận khá là tốt rồi. Đây thì nhịp này thì nhịp trước thì mua cũng khá, mua cũng kiểu ba mã bốn ha, có mã đi rồi nếu mà chụp được ạ. Chúng được mua mua STP, mua SSI, mua TR thì này đều đa số có một cái lợi nhuận trên 10% cả rồi. Thì đa số thị trường giai đoạn này thì cứ mua là có lời thôi anh chị em, đâu ạ, cứ mua là có lời thôi chứ không có một cái gì đó gọi như là quá cao siêu cho là thị trường này cả anh chị em ha. Và việc là cơ hội đối với thị trường giai đoạn sắp tới á, thì sẽ còn là nhiều đúng không? Cơ hội sắp tới cũng sẽ còn là nhiều, cơ hội chưa dừng lại ở đó ha. Nên anh chị em nên cần phải có một cái, chúng ta cần có một cái kế hoạch, chúng ta cần có một cái phương án đúng không ạ, cho một thị trường cho sắp tới để chúng ta có thể có một cái lợi nhuận tốt nhất anh chị em ha. Đó là như vậy. Bản tin nhận định thị trường hôm nay cũng sẽ là kết thúc ở đây ha. Cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.